Tôi cũng được chạy suốt. Anh Thảo, không mời đâu. Anh cứ khu cho điện xong của em hỗ trợ anh luôn. Đây. Chơi sốt thì công việc khách hàng là 2D thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thì mình bảo là công việc này làm vẽ khét thoải mái. Nó là chip i3 nhưng mà lại thế hệ thứ 10, mới nhất là 11 rồi. Anh em có benchmark qua rồi, căn bản nó 10, 11 nó cũng như nhau. Giống chip Quay 110, nó không có sự khác biệt đột phá gì quá mạnh. Cái câu chuyện đây là xử lý tốt công việc. Cái này anh em trải nghiệm rồi, làm được cả video. Anh phải thùng cho em, thùng nhập phong đi. Thông tin IBA xin hàng Mỹ, thì nguyên bản nó là ra 4 ghi một ổ cứng 128, anh em đầu tư thêm một ít ngân sách nữa vẫn là phần khúc dưới 15 triệu, thì được sở hữu cả con IBA này hàng Mỹ và ram 8 ghi ổ cứng 256 SSD, còn là đồng bộ hóa lên được con chip này đến ram và cái ổ cứng SSD. Thì ba cái đấy nó làm nó quyết định lên cái xử lý nhanh và xử lý mạnh của một chiếc laptop. Đó, con này màn hình cảm ứng và Full HD luôn, tầm qua cũng không còn nhiều đâu, nó có 3 chiếc thôi, anh quan tâm mình sớm. Em mày có sẵn video bản quyền, nhập Mỹ có sẵn video bản quyền không? Giờ lên RAM xong nó anh cần hỗ trợ cài đặt thêm thì anh báo cho anh sẽ tung ra cho anh nhé. Con này có cả cảm có cái nhận diện vân tay, cái chiếc chỗ chuột đây này tùy khách hàng thôi. Bảo mật thì có xác nhận dưới vân tay ở đây. Đó, liên quan đến bảo mật ở đây. Mình có thể cài. Khả năng nâng cấp thì chia sẻ luôn, có thể là nhiều anh khách hàng anh em chưa tiếp cận, chưa xem hết. Cái con Asus này cho nâng cấp thoải mái, có cả khe ổ cứng 2.5, RAM có 2 khe cắm. Đấy, anh em nâng cấp rồi nên là rất là rõ. Đấy là hợp lý nhất. Đây là 256 luôn đúng không? Đúng rồi. Anh có báo giá chưa? Rồi, cộng 14 triệu rưỡi. Cộng thêm 1 triệu hai món đấy hợp lý quá. Đây đây. Lên đấy thì anh vẽ kết thoải mái luôn. 6X mà cảm giác màn nó bé nhỉ. Bởi vì nó bom thì nó bé. Máy mới nên là bây giờ nó làm. Chứ em mua cái con Lenovo. Đây nhìn cái liền này. Em mua con Lenovo K330 là I330 ở đây. Màn 15.6 là nó to.